Xin chào các bạn nhé. Ở trong video này mình hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể liên kết cái website các bạn với công cụ Google Search Console. Google Search Console trước đây có tên là Google Webmaster Tool nhé. Đây là cái công cụ giúp các bạn có thể là theo dõi cái hiệu suất của trang web. Các bạn có thể dùng công cụ này để mà tìm những cái từ khóa khách hàng quan tâm. Rồi các bạn có thể là index cái URL của website các bạn. Ngoài ra các bạn có thể là theo dõi cái tình trạng website các bạn. Ví dụ như website các bạn có những cái lỗi gì thì nó sẽ báo cho bạn luôn. Thì trong video này chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn cách liên kết website với công cụ Google Search Console thôi. Tại vì nhiều bạn comment là các bạn liên kết nó bị lỗi. Còn về cách sử dụng công cụ này thì trên YouTube cũng có rất là nhiều người hướng dẫn rồi. Hoặc là nếu các bạn muốn mình làm hướng dẫn thì bạn có thể comment bên dưới nhé. Rồi ví dụ mình có cái website này, mình sẽ liên kết website này với công cụ Google Search Console. Bây giờ các bạn sẽ lên Google nhé. Các bạn lên Google, các bạn gõ cho mình cái từ khóa là Google Search Console. Đây các bạn gõ cái từ khóa y chang như vậy cho mình. Rồi sau đó các bạn sẽ vào cái trang đầu tiên này. Rồi các bạn nhấn vào Start Now. Rồi Welcome to Google Search Console. Khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ cần xác minh cái website các bạn. Có nghĩa là các bạn cần phải chứng minh là các bạn chính là cái chủ sở hữu của cái website mà các bạn muốn liên kết á. Để mà chứng minh chủ sở hữu thì có rất là nhiều cách. Thì trong video này mình chỉ hướng dẫn các bạn một cách thôi ha, để các bạn đỡ bị rối. Rồi thì các bạn thấy ở đây có hai cái cột. Đầu tiên là cái phần domain và thứ hai là URL prefix. Thì các bạn chọn cái nào cũng được nhé. Ví dụ các bạn xác minh domain này thì các bạn copy cái đường link website các bạn. Sau đó dán vào cái phần này. Tuy nhiên các bạn bỏ cái phần HTTPS 2.0 đi nhé. Và bỏ cái số chéo phía sau luôn. Đây, sau đó các bạn nhấn xác minh. Thì nó sẽ hướng dẫn các bạn gắn cái tệp này ở trên cái DNS của cái nhà cung cấp tên miền các bạn á. Cái này thì nó hơi rắc rối một chút, thì mình sẽ chọn phương thức xác minh khác. Các bạn qua cái phần URL prefix này. Các bạn sẽ xác minh bằng một cái phương thức dễ hơn. Các bạn copy đường link URL các bạn. Ở cái phần này thì bạn giữ nguyên cái URL nhé. Các bạn giữ nguyên cái đường link website các bạn có HTTPS này. Sau đó các bạn nhấn vào xác minh. Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái phương thức xác minh. Đây, gợi ý một số phương thức xác minh. Đầu tiên là HTML file này. Ngoài ra các bạn có thể kéo xuống dưới này. Đây dưới này sẽ có nhiều phương thức xác minh như là HTML tag, rồi Google Analytics, Google Tag Manager, hoặc là Domain Name Provider. Domain này thì giống như cái phần hồi nãy á, giống như cái phần domain ở bên kia. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chứng minh chủ sở hữu bằng cái phần HTML tag này nhé. Tức là cái thẻ HTML, dịch ra tiếng Việt là thẻ HTML. Ở đây mình đang sử dụng giao diện tiếng Anh nên là nó sẽ là HTML tag. Còn nếu các bạn sử dụng tiếng Việt á, thì nó sẽ là thẻ HTML nhé. Các bạn phân biệt thẻ HTML với cái phần HTML file ở trên đó nhé. Liên kết bằng cái phần này thì nó sẽ dễ hơn những cái phần dưới này. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ chọn cái phần này, các bạn nhấn vào cái mũi tên này. Thì nó sẽ cung cấp cho bạn một cái mã code. Đây, nó yêu cầu các bạn là copy cái đoạn code này vào website các bạn ở cái phần header website. Sau khi để vào website, bạn nhấn vào xác minh ở đây. Thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ các bạn sẽ về website các bạn nhé. Các bạn sẽ về website này. Đối với những bạn nào mà chuyên về thiết kế web thì các bạn sẽ biết cách chèn cái code này vào trong website. Còn đối với những bạn mà không chuyên về thiết kế web á, thì các bạn có thể cài cho mình cái plugin để mà có thể chèn cái code này vào website.
Thì bạn sẽ vào cho mình cái phần plugin này, sau đó các bạn gõ cho mình cái từ khóa là insert header. Insert header. Sau đó các bạn nhấn enter thì nó sẽ ra rất là nhiều cái plugin. Thì những cái này nó cũng tương tự nhau thôi. Tuy nhiên các bạn chọn cái plugin nào mà nó có nhiều lượt tải á. Nhiều lượt tải thì nó sẽ tốt hơn ha. Đây, ví dụ mình lướt qua thì mình thấy cái plugin đầu tiên là có nhiều lượt tải nhất. 2 triệu lượt kích hoạt. Các bạn nhấn vào cài đặt ha. Sau đó đợi một lúc nhé. Rồi cài đặt xong các bạn nhấn vào kích hoạt. Sau khi kích hoạt xong các bạn sẽ kéo xuống. Các bạn sẽ thấy ở đây có phần, ở cái phần công cụ các bạn sẽ thấy ở đây có phần là code snippet. Các bạn rê chuột vào. Các bạn rê chuột vào sau đó chọn cái phần header and footer nhé. Đây, nhấn vào cái phần này. Ở đây nó có nhiều cái phần header, body và footer thì bạn sẽ copy cái code này. Copy cái thẻ HTML này, nhấn vào copy này. Các bạn nhớ để ý nhé, HTML tag chứ không phải là HTML file ở trên nhé. Sau đó dán vào đây. Rồi nhấn vào save. Save change này. Rồi sau đó các bạn về lại. Các bạn nhấn vào verify. Rồi thì bạn sẽ đợi một lúc thì nó sẽ xác minh cho bạn nhé. Ở đây nó xác minh luôn này. Còn trường hợp các bạn sẽ đợi một lúc ha, thì nó sẽ xác minh cho bạn. Rồi nhấn vào start. Rồi như vậy là các bạn đã liên kết cái website các bạn với công cụ Search Console. Đầu tiên là phần tổng quan ha. Sau này các bạn sẽ theo dõi cái hiệu suất của website các bạn. Những cái từ khóa nào mà khách hàng tìm kiếm ở trên website các bạn thì nó sẽ liệt kê ra để các bạn có thể tối ưu thêm. Rồi ngoài ra các bạn có thể vào cái phần kiểm tra URL để mà index những cái đường link ở trên website các bạn. Tức là những cái bài viết nào mà các bạn vừa viết xong á, các bạn sẽ copy vào đây và index ha. Lập chỉ mục cho cái URL á. Rồi ngoài ra các bạn có thể là tạo sơ đồ trang web ở trên này. Rồi thì trong video này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách liên kết website với công cụ này thôi. Còn về cách sử dụng công cụ này, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên YouTube hoặc là video sau mình sẽ hướng dẫn nhé. Các bạn nào mà cần thì có thể comment bên dưới, mình sẽ ra video hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.